Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua có rất nhiều các chị em phụ nữ đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương đã đăng tin cảnh báo rất nhiều, nhưng mà rất lấy làm tiếc, rất nhiều các chị em phụ nữ ở tất cả các tỉnh rất xa hiện nay vẫn dính bẫy, sập bẫy một số nhân tình, và phải nói là những người đàn ông phải lừa những cách những rất ngoạn mục. Đến giờ phút này đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương ghi nhận phải lên hàng trăm trường hợp các chị em phụ nữ đã bị lừa đảo những số tiền rất lớn. Có những chị em phụ nữ bị lừa tới mười mấy tỷ cũng chỉ vì người nhân tình của mình. Đây tiếp tục một câu chuyện tiếp theo, một chị ở tỉnh rất xa. Hôm nay về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương để đăng tin tìm người tình và tìm lại tài sản của mình. Dạ, câu chuyện nhà kính mời cô chú anh chị bạn là tiếp tục theo dõi hết video này. Đầu xin chào chị nhé. Dạ, chị có thể chị giới thiệu cô chú anh chị và bạn mọi người biết rõ chị họ tên là gì? Dạ, em là Thị Mai. Chị là Thị, họ Thị ha. Dạ. Thị Mai, chị Mai hôm nay nhiêu tuổi rồi? Em sinh năm 1977. 1977 nha. Dạ. Hôm nay cũng hơn 40 nha. Rồi. Dạ. Chị mình nguyên quán ở đâu chị? Quê ở Kiên Giang. Quê từ Kiên Giang xa à. Rồi, hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ của Bình Dương là tìm ai? Tìm danh nhỏ là chạy xe em đi. Ồ, danh nhỏ là ai chị? Danh nhỏ là người tình của em á. Trời ơi, danh nhỏ. Hai đây. Năm hai năm mấy luôn đây danh nhỏ này. Em nhìn thấy cái người này, người này người Việt hay người nước ngoài chị? Người Khmer. Ồ, người Khmer sao râu ria dữ vậy? Dạ, người Khmer ở Bạc Liêu. Bạc Liêu à. Rồi, chị cho em biết là cái mối quan hệ chị và cái người người này là tên gì chị? Danh nhỏ. Danh nhỏ à? Dạ. Tên nhỏ đấy ha, danh dạ. Nhỏ. Rồi, cái người này là quen chị lâu chưa? Quen 2 năm mấy rồi. 2 năm mấy là lâu chưa chị? Cũng lâu rồi đó, tin em tin tưởng nó. Rồi, chị cho em biết là cái mối quan hệ của chị với cái người danh nhỏ này là mình gặp nhau ở đâu? Gặp ở Long An á, tại nó làm Củ Chi. Rồi em gặp ở trên mạng á, rồi nó thăm em nó qua. Lại gặp ở trên mạng chị. Rồi, lại internet rồi. Rất nhiều các chị em hiện nay đã bị một số nhân tình, một số thanh niên trai tráng, rất trẻ lừa đảo qua mạng, qua internet rất nhiều rồi. Chị có xem không? Dạ, cũng xem, nhưng mà tại nghe lời nó ngọt á, rồi em cũng 2 năm mấy rồi em cũng tin tưởng. Rồi, vậy là mình gặp nhau ở Long An ha. Dạ. Ai là người gặp nhau thì mình gặp nhau trong tình huống nào vậy chị? Thì cũng như là nó nhắn tin qua lại gì đó, rồi nó đòi gặp em, em cũng lại gặp nó bình thường vậy rồi. Từ từ cái thăng thiết rồi cũng qua lại, cũng ở chung hết tầng hai tầng rồi trong trọ. Trời đó. Ơi, ở chung luôn. Dạ. Rồi mình gặp nhau lâu mà mình đã ở chung rồi. Ở chung cũng nó qua chơi thôi mà ở lâu ngày vậy đó. Cho hỏi thế này. Vậy là người ta trước đây người ta sống ở đâu chị? Sang Củ Chi, sang Long An gặp nhau, chị biết Long An ha. Dạ. Rồi hai người gặp nhau là ai là bắt đầu nảy sinh tình cảm đúng không? Dạ. Là bắt đầu ngỏ lời yêu nhau phải không? Đúng rồi. Ai là người ngỏ lời yêu ai trước chị? Thì em cũng lớn tuổi hơn nó, em có nói thôi em không có thương, tại vì nó nhỏ tuổi em sợ thương, em không thật lòng. Nó nói tuổi tác không thành vấn đề, em cầu thương nhau là được rồi. Rồi. Chị Trâm hỏi là người ta nhiêu tuổi, cái thạch danh à, cái người này tên là danh đúng không? Dạ, danh. Danh là nhiêu tuổi rồi? Nó sinh 1994. Ôi trời ơi. Em nói làm bạn thôi mà nó 1994. Dạ. 77 và 94 đúng không? Dạ. Tranh nhau rất nhiều thế này tại sao mà mình lại làm quen mà mình vẫn tin vậy chị? Mình làm quen mình gặp nhau hôm đó là gặp nhau uống cà phê hay gì? Dạ uống cà phê. Uống cà phê hôm đó là ai trả tiền? Em trả. Trời ơi đây đó. Vậy chị thấy mới đầu mà gặp nhau mà người ta uống cà phê là dù chẳng nhiều hay ít nhưng mà người ta để mình trả tiền hoặc người ta đã không muốn trả tiền rồi là mình đã phải thấy có cái gì đó sai sai rồi. Tại vì nó hoàn cảnh nó chưa lãnh tiền, nó không có tiền, nó qua thăm em thì nó có tiền, em cũng thương yêu kệ đi, không có nhiều tiền. Nhưng mà sẽ ra. Cái này là không phải là vì bao nhiêu tiền mà vì là tỏ cái lòng ra là mình xem là mình, cái người đàn ông đó có đáng tin cậy hay không. Nó đã thổ lộ ngay ban đầu. Có nhiều người đàn ông và nó rất giỏi là người ta mới đầu gặp mặt người ta mua bông người ta tặng hoặc mua vàng mua kim cương người ta tặng, nhưng sau đó người ta sẽ lấy lại mà lấy lại rất nhiều bằng rất nhiều thủ đoạn khác nhau. Nhưng chị rất lấy làm tiếc là chị thương một người thanh niên mà một người đàn ông rất trẻ này, sinh năm 1994, tuổi đời rất trẻ rất nhỏ này mà nhìn râu ria này bum sùm này đó, mọi người thấy không, mặt này giống như người nước ngoài, giống như người Bangladesh đúng không, nhưng mà thực sự là không phải người Bangladesh đúng không, người nó đúng là em theo em nhìn thì người này giống như một người Bangladesh, râu ria và khuôn mặt nhìn có thể là rất giống. Nó là Khmer. Rồi vậy là hai người gặp nhau hôm đó là uống cà phê trò chuyện nhau về tâm sự, về tình yêu hay là về hôn nhân hay về cái gì hay về công việc chị? Thì yêu thương thôi, nó để từ từ rồi mình sẽ đến với nhau mà làm thôi em. Em không có ai hết
trên nó chỉ toàn một người thôi, em thật lòng mà đi làm chung gì đó, lo cho nhau thôi. Vậy là mới gặp nhau mà đã gọi là yêu luôn hả? Ồ, sớm không? Quyết định này có sớm lắm không chị? Em cũng lỡ nó hơi sớm đi mà nó lỡ rồi em cũng... Lỡ là lỡ làm sao? Lỡ là mình có gì với nhau chưa? Dạ có rồi. Ồ, vậy là trước cái thời điểm gặp nhau hôm đầu tiên là gọi là yêu là mình đã gặp nhau rồi. Dạ. Gặp nhau ở đâu? Ở khách sạn. Trời ơi, gặp nhau khách sạn luôn. Dạ. Mấy lần? Nhiều lần lắm rồi, nó qua thăm em tự qua lần, hai lần là qua. Rồi em hiểu rồi, có nghĩa là trước cái thời điểm mà mình về quyết định về Long An gặp nhau là hai người đã từng đi khách sạn lúc quen trên mạng đúng không? Dạ. Rồi là người ta sang thăm chị. Dạ. Ừ. Chị thấy tình cảm nó dành cho chị nhiều không? Nó cũng ít cho em điện được lắm, nhưng mà nó điện tới chừng điện được, nó hoàn cảnh nó máy nó bị hư này nọ. Nói chung người ta không thích mình ấy, thì hoặc là người ta vì lý do nào đó thì nó hàng trăm ngàn cái lý do khác nhau chị. Đúng rồi, em biết nó là người xấu, em chia tay mà nó nói nếu mà chia tay không có thương nó thì nó sẽ giết em chết, em thương người khác nó sẽ giết em. Trời ơi. Nó hăm hoa he gì đó, nói mẹ con em là không có được yên với em, ai với nó. Trong ba mẹ con đi làm. Trong hỏi thế này nhé. Rồi trong cái thời gian mà quen nhau đến khi mà nhiều lần gặp nhau ở khách sạn rồi thì quay ngược lại là về Long An gặp nhau là tỏ tình yêu nhau, là người ta quyết định người ta tỏ tình yêu chị đúng không? Dạ. Ừ. Xong đó thì mình có về sống chung không? Có. Sống chung luôn. Trọ riêng mà sống chung luôn á. Sống ở đâu? Cũng sống ở Long An, cũng làm trọ em đó. Rồi người ta làm công việc gì vậy chị? Nó đó, của chị nó làm công ty, rồi nó là người đàn anh đàn em gì đó, nó bảo kê quán karaoke. Ồ, đàn anh đàn em luôn. Dạ. Rồi em cũng biết nó người xấu rồi, em nói nếu mà thương em thì thay đổi đi, đặng làm ăn rồi có đi người xấu nữa. Vậy là chị gặp nhau mà người ta là sống chung với ở bên Long An lâu không? Bao nhiêu thời gian? Cũng tháng mấy á. Tháng mấy rồi, tháng mấy là chị phát hiện là người ta là người xấu. Dạ. Và mình không muốn mấy cái mối quan hệ tiếp tục đúng không? Dạ không muốn, nhưng mà nó hăm em, cái em không dám. Hăm sao? Thì hăm nó, nếu mà em bỏ nó quen người khác thì nó sẽ giết em. Rồi, vậy là sao? Chị sợ quá là tiếp tục lại sống chung. Phải không? Dạ, cũng nó không có sống chung, nó đi làm rồi lâu lâu từng hay từng qua thăm em gì đó. Thăm là mình lại gặp nhau lại làm cái chuyện kia đúng không? Đúng không? Dạ. Rồi nói vậy hiểu ha. Rồi người ta trong cái thời gian mà quen nhau thì người ta có lo lắng cho chị cái gì không? Tiền bạc kinh tế hay là cái gì không? Dạ không. Không nói rồi. Hoàn cảnh nó khó khăn gì đó. Rồi chị nghĩ là hoàn cảnh người ta cứ miêu tả người ta khi người ta đó là người ta những cái từ mà yêu đương của chị mà lúc nào nói hoàn cảnh như vậy thì chị có đáng để tin cậy và đáng để trao thân gửi phận để yêu với người ta hoặc là đi đến người ta một cái kết hôn hoặc là cái cuộc tình cuối cùng không? Em nói nếu mà bỏ suy nghĩ lại là bỏ cái tật xấu và thương em thật lòng em sẽ đến với nhau. Em chỉ mong được như vậy thôi à, tại em có ai hết trơn, chỉ các con cũng lớn hết rồi. Mai mốt có chồng hết em chở mình thôi, em chạy xe không gầm nữa. Em mới đang tập xe đó, xe nó lấy là em đang tập á. Đâm là vì lý do như vậy cho nên hiện nay là chị đang nghĩ là cái cuộc sống tương lai sau này con chị đã trưởng thành lấy vợ lấy chồng và chị sẽ sống một mình độc thân. Chính vì lý do như vậy cho nên chị quyết định quen với một người đàn ông rất tuổi nhỏ tuổi như thế này để sau này người ta có thể hỗ trợ mình những lúc lớn tuổi đúng không? Nhưng không ai ngờ là gặp đúng con yêu tinh rồi đúng không? Đến giờ phút này là chị bị thanh niên này lừa chị bao nhiêu tiền rồi? Cũng nhiều lắm, tại lúc dịch đồ nó không có làm gì được á, cái em không, nó không có tiền năn nỉ em cho nó hết 2-3 triệu bạc gì đó đi đóng tiền trọ cho người ta ở dịch đó, nó thiếu tiền ta ăn uống gì đó. Thì em cũng cho. Rồi sau nữa là nhiều không, chị đưa cho người ta nhiều tiền chưa? Cũng nhiều rồi. Khoảng mười nhiêu mấy chị? Triệu có mười mấy triệu lai gai gì đó, 1 triệu 500-600, 2 triệu rồi cũng có. Gọi là người ta rỉa dần đúng không? Dạ. Nhưng mà thực sự là mình không được gì trong cái cuộc tình yêu này đúng không? Dạ. đến giờ phút này theo như chị miêu tả như này là người ta chưa giúp gì mà cũng chưa lo cho chị cái gì mà ngoài ra người ta chỉ có hăm dọa chị không. Dạ. Và lâu lâu đến gọi là quan hệ một lần đúng không? Dạ. Mình thấy thế thì mình có bất lợi không, thiệt không đúng không? Em thấy thiệt thòi lắm nhưng mà em không có bỏ nó được tại vì nó hăm he em đủ thứ. Đến giờ phút này chị có muốn bỏ người ta không? Bỏ, em bỏ rồi mới chấp nhận là lại, chị muốn chấp nhận là lại đây, đến đây luôn. À hôm nay chị về đây là nhờ các anh em đội hiệp sĩ Bình Dương để giải quyết cho chị là muốn chấm dứt cái cuộc tình này. Dạ. Phải không ạ? Dạ. Và lấy lại tài sản của mình. Dạ. Đúng bây ạ? Giờ em không còn xe chạy đi làm, ba mẹ con tống ba đi làm không, nó cũng biết hoàn cảnh em 2 năm mấy rồi, nó biết hết trơn rồi đó. Chị cho em hỏi đây, đến giờ phút này người ta lừa chị ngoài số tiền ra là xe gì? Xe Vision đỏ đô á. Biển số mấy chị? Số 7751. 7851 78 là Bình Định chứ phải không?
Không, ở Giang 68G1. À 68G1. Ừ. Rồi cho hỏi cái xe này chị mua hay ai mua? Chị mua. Chị đúng tên luôn. Ồ, tên là họ, tên chủ xe là tên là gì? Là Thị Mai đúng. Chị Mai nha. Chị đọc lại biển số đi. Số xe ạ. Ừ. 77851. Số đầu á. Đầu Kiên Giang đúng không? Dạ 68G1. Ừ. 77851 đúng không? Xe dạ. Màu gì? Xe màu đỏ, đỏ huyết, đỏ đô á. Ừ, rồi. Chiếc xe này hiện nay còn mới không? Chị mua lâu chưa? Mới 2 năm mà. Ừ, 2 năm vẫn là mới nha. Dạ. Rồi, hôm nay chị về đây là nhờ các anh em đội hiệp sĩ Bình Dương, mục đích chính là cắt đứt mối quan hệ này. Dạ. Không muốn liên hệ cho cái người đàn ông này nữa. Dạ. Cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là muốn lấy lại tài sản và những cái số tiền hoặc có thể xe lại cho chị đúng không? Để chị dạ. lấy phương tiện đi làm đúng không? Dạ. Rồi, chị thấy sao về cái cuộc tình này? Theo chị cảm nhận đến giờ phút này là chị thấy sao về cái cuộc tình này? Người ta lừa chị rất nhiều lần rồi. Dạ, em thấy em làm lỡ gì bây giờ các con em cũng nó không muốn quan tâm đến. Tại vì nói em không nghe, tại vì thương nó, nghe lời nó bây giờ bị gì. Giờ chỉ có lại nhờ anh Hải giúp cho em tìm được người đó mà trả chiếc xe cho em đi làm thôi. Ồ. Bây giờ gom hết trơn tất cả trong cốp xe hết trơn. Trong cốp xe chị hiện nay vừa rồi mất những cái gì? Cái căn cước của em với của con gái em, với thẻ rút tiền, với giấy tờ xe là ở trong hết trơn toàn bộ luôn á. Giờ không có gì nữa. Điện thoại sao có mất không? Có. Mất điện thoại luôn. Dạ. Đến giờ phút này người tình chị đã lấy chị rất nhiều tài sản đúng không? Dạ. Ừ, từ tài sản giấy tờ tùy thân của gia đình chị đúng không? Dạ, bây giờ nó gom hết một cái một luôn. Chị đã báo công an chưa? Báo rồi nhưng mà em nó không có cho biết thông tin á, lúc gặp nó không cho biết cái gì trơn á, chỉ có biết nó cho xem giấy chứng minh, em cũng không ngờ nó là người xấu vậy. Coi số thông tin chị đến đây á, là nhờ các anh em đội hiệp sĩ của thành Dương các anh em ghi nhận cái thông tin của chị và đăng tải tất cả trang mạng xã hội, chị có đồng ý không? Dạ đồng ý. Ừ. Cái thông tin chị chia sẻ này có đúng sự thật không chị? Dạ đúng. Nếu sai? Sai thì chị chịu trách nhiệm. Rồi sai thì chịu trách nhiệm trước pháp luật dạ, nha. Đúng rồi. Ừ. Mà đăng video này anh em cũng gỡ đâu, tránh tình trạng mất công mà đăng lên là làm rất lâu mất công mà chị gỡ dập dập xóa xóa nó dạ, không. Nó không có hay nha. Đăng đồng ý không? Cho tìm được là. Ừ. Chị có điều nào chị muốn chia sẻ trên video này để hy vọng cái người tình của chị, một thanh niên rất trẻ, nhìn là tướng mạo như một người nước ngoài như này, để trả lại tài sản giấy tờ cho chị không? Chị lên tiếng đi. Dạ. Ừ. Em chỉ mong là anh nhỏ mà thương em á, em là Thị Mai đó, thương là người tình 2 năm mấy rồi đó, bây giờ em mong anh thấy em lên đồng cộng mạng gì nhờ anh Hải giúp cho em á, mà thấy em á, anh Hải thương em, biết hoàn cảnh em khó khăn rồi. Anh trả xe cho em mà, hay là anh cầm ở đâu nói vậy em chuột đi làm là em mừng rồi. Em giờ em lên đi gung quá, em không biết nói cái gì nữa. Bình tĩnh ha, bình tĩnh. Em chỉ mong cho anh trả xe cho em. Hoàn cảnh em khổ của ba mẹ con, anh trả xe cho em đi là em mừng rồi. Sau này xong cái cuộc tình này, chị có muốn quen người đàn ông khác không? Sợ chưa? Đến giờ phút này người ta lợi dụng mình kể thể xác và tinh thần lẫn tiền bạc kinh tế đúng không? Lừa chị từ A đến Z luôn, cuối cùng là giờ không còn gì luôn, xe em quá mà đi, thấy tội không? Cuối cùng là trong cuộc tình này không được gì cả, mà đau đầu không, suy nghĩ không? Đến giờ phút này người ta còn hăm dọa chị. Bây giờ có bất kể tình huống gì chị báo cơ quan công an nơi gần nhất nếu người ta hăm dọa chị nha. Vì vậy không sợ. Hôm nay mình đăng thông tin này lên thì chắc chắn là sẽ rất nhiều các ý kiến vô cùng khác nhau. Chị đã hình dung được chưa? Dạ. Trước khi đăng thông tin này chị có suy nghĩ chưa? Suy nghĩ rồi. Suy nghĩ kỹ chưa? Bởi vì đăng trên mạng xã hội là có rất nhiều thông tin có thể là trái chiều nhau. Em nói như vậy chị hiểu à? Có người thương, có người ghét. Dạ. Ừ, nhưng mà mình cũng phải chấp nhận bởi vì mạng xã hội là vậy. Nhá. Thực sự cái câu chuyện của chị là rất thương chị. Em chỉ mong anh biết em là như vậy, em thương anh thật lòng, anh biết rồi đó. Nhưng mà em xin chiếc xe cho anh trả. Trả cho em đi làm rồi anh đừng có hăm dọa em nữa. Nếu mà ta hăm dọa bằng tin nhắn hay bằng ghi âm hay bằng cuộc gọi thì chị cứ ghi hết lại nhá. Nhờ dạ. anh em đội hiệp sĩ của mình Dương thì các anh em đi tìm cách giúp em giúp chị nha. Chị trước đây là có chồng chưa? Có rồi, 5 con. Ủa 5 con luôn. Sao ly hôn rồi hay sao? Tại vì nó đánh em quá. Trời ơi. Chồng đánh quá hả? Bây giờ chồng có nuôi cái đứa con nào không? Con lớn hết rồi mà nay nó làm mà cha mẹ nó có bỏ. Ừ. Nó qua lại. Ba vẫn qua lại ha. Chồng qua lại nói chuyện qua lại thôi chứ không có đến với em.
Và nó đây nó chuyện với con thôi. Dạ. Trời ơi xui vậy. Năm người con luôn. Năm người con bây giờ ba cũng thương mà không hai vợ chồng đánh. Sao chồng chị hay đánh chị vậy hả? Chị gặp hai người đàn ông. Giờ cũng là gặp hai người hay mấy người rồi? Con người này là đầu em thôi chồng em người này là đầu tiên. Con đầu tiên là mình ơn nó thôi. Đầu tiên là người cũng mà chảy nước mắt đúng không? Người khổ nhất. Đấy cô chú anh chị và bạn mọi người thấy không? Rất thương. Em chỉ thương nó thật lòng thôi. Em không chỉ ngờ. Cần có một người em cứ thương ai tùm lum hết trơn. Nhìn thì chị có vẻ rất thiện. Em không có muốn làm như vậy đâu. Em nó lấy điện thoại em một ngày trước rồi em tha thứ. Nó nói gì vàng cảnh, nó lấy điện thoại em nó đem đi bán rồi em mới mua lại là em tự em trả tiền em có. Mà em vẫn tha thứ. Bây giờ tới gom hết tất cả, bây giờ em phải lên như vậy, em hết tất cả rồi. Chị người Khmer đúng không? Dạ. Rất thương, rất thật, rất chân tình. Đây là muốn quen một người đàn ông nhưng không ngờ rằng là đã bị đối tượng này, một thanh niên, một phi công trẻ này lừa. Mà lừa hết lần nọ qua lần kia nhưng mà rất lấy làm tiếc và chị không biết. Mà em không lấy tiền, tiền nó những gì, em chính đồ nó em còn mua cho tấm ảnh. Em chỉ thương một mình. Em thương. Chỉ đợi nó nói đợi nó đi làm giấy tờ xong rồi mình sẽ đến với nhà. Không mà làm mày chắc em về nhà mẹ gặp mẹ nữa. À. Em đâu có muốn cho anh lên như vậy đâu. Em cho anh là người làm người tốt mà đến với nhà em sẽ bỏ qua hết tất cả những gì anh làm xấu với em mấy lần rồi em bỏ qua hết á. Nhưng lần này anh gom của em hết tất cả đi, tất cả không còn gì, giờ sao em có đi làm luôn. Em mong anh xem được thấy mẹ anh trả xe cho em đi làm và anh đừng có hâm em nữa. Lại mai hâm hay là nếu có chuyện gì đó thì gọi anh em đội hiệp chính ở Bình Dương. Ở trong vòng chỉ ít phút thôi anh em sẽ có mặt nhá, để can thiệp kịp thời giúp chị nhé. Dạ. Ừ, rồi có thể là mình sẽ trình báo cơ quan công an nhé. Dạ. Ừ, vụ việc lấy lại tài sản mà cũng như là nếu như hâm dọa bằng bất kể vấn đề gì thì nhờ cơ quan công an giải quyết nhé. Dạ. Chị có điều nào chị muốn chia sẻ trên video này để hy vọng cho các chị em gái giống như chị tránh tình trạng bị lừa đảo, bị dụ dỗ giống như chị mà bị lừa đến giờ phút này phải về đây phối mặt để nhờ các anh em đội hiệp chính ở Bình Dương để đăng hình không? Dạ. Rồi. Dạ. Chị chỉ mong các mấy người đàn bà mà bỏ chồng giống em gì đó đừng có tin lời đàn ông mà nói ngon ngọt. Tin lời rồi trao thăng cho người ta rồi dụ dỗ tiền, cứ nghe lời đợi chờ chờ rồi cứ buộc gom đi một cái mọc giống em gì đó. Giờ nó khổ. Thương chị thiệt. Đây là một cái câu chuyện một người Khmer có 5 người con rồi. Nhưng mà đây là một cuộc tình không hoàn hảo. Trước đây là không may gặp và đúng người chồng của nó thực sự là rất phu phu, đánh nhiều lần. Đến khi mà người vợ không sống được mà buộc lòng phải ra đi. Đến giờ phút này nuôi 5 đứa con trưởng thành. Nhưng mà rất lấy làm tiếc đến giờ phút này là quen một thanh niên rất trẻ, người như một người Bangladesh. Đó. Thế nhưng mà đã lừa chị rất nhiều tài sản. Đó, thực sự rất thương. Đó. Hy vọng là các cô chú anh chị xem video đồ hiệp chính của Bình Dương thì hãy hết sức chia sẻ nhiều nữa để cảnh giác, cảnh tỉnh cho tất cả các chị em. Thì vừa rồi thì anh em cũng đưa rất là nhiều clip lên là thanh niên trẻ lừa mấy chị lớn tuổi. Thì cái giờ cái thanh niên này giờ mà rất là ngầu, tướng đâu rất là lớn tuổi mà anh em hỏi lại mới sinh năm 94 thôi. Rất là trẻ, lừa rất là nhiều tài sản. Thì bà con á, với lại mấy chị lớn tuổi á, mấy cô chú lớn tuổi thì coi cái clip này rất anh em rất là đăng rất là nhiều để cảm giác. Đừng để dướng vô cái mấy con đường này là không có tiền lo cho con cái. Nó lừa nó lấy hết tài sản, lấy hết tiền là nó tẩu mất tiêu à. Quý vị xem video đội hiệp chính của Bình Dương thì cái thứ nhất là đăng ký kênh để theo dõi những cái video mà ra mà mới nhất. Mục đích chính là đăng ký chia sẻ lan tỏa nhiều hơn nữa để theo dõi ủng hộ cho đội hiệp chính của Bình Dương, để cho các anh em này có động lực để giúp đỡ tất cả các hoàn cảnh khác giống như chị, hoặc tìm chồng tìm con, hoặc tìm thân nhân tìm người thân của mình, hoặc lấy lại tài sản bị trộm cắp cướp giật. Anh em đây là đăng video hoàn toàn là miễn phí, hoàn toàn không có lấy ai một đồng nào bao giờ. Nên nếu ai cần giúp thật sự thì cứ liên hệ cho các anh em đội hiệp chính của Bình Dương theo số điện thoại 0913785858. Còn xin thông báo với cái thanh niên này là thanh niên này danh nhớ, tên danh nhớ này, danh nhỏ sinh năm 1994. Thanh niên này hãy trả lại toàn bộ tài sản cho chị này đi, tránh tình trạng mà anh em đội hiệp chính của Bình Dương mà tìm được thì câu chuyện xảy ra vô cùng phức tạp đó, chứ không có đơn thuần nữa đâu nhá. Bây giờ thôi mau chóng đi, còn không cần biết là chị này chia sẻ là thanh niên này đi gọi là giang hồ đúng không? Phải giang hồ không? Dạ. Giang hồ gốc không? Nó nói vậy luôn, giang hồ nó
Hy vọng là các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội phát hiện tìm được thanh niên này tự nhận mình là giang hồ. Thì hãy truy tìm thanh niên này xem là thanh niên ở đâu. Để có thể giao cho cơ quan công an nơi gần nhất tội chiếm đoạt, lừa đảo, lợi dụng tài sản của tiền của chị này. Lừa tiền và lừa tình của chị, đến giờ phút này chị không còn gì cả. Giờ phút này chị còn tiền không? Tiền ngày em lãnh được mấy triệu, đấu đi nha, 7 ngày. Không có tin thằng nào, không tin cha con ai đấy nhá. Dạ, bây giờ cho em xin nói, cho em xin nói lời cho người tình của em. Nói đi. Em thương anh thật lòng, nhưng mà em không muốn cái tật xấu của anh ra như vậy đâu. Anh hãy tha thứ cho em, anh đừng có hàm em nữa nha. Anh trả xe cho em đi làm, anh sẽ làm người tốt lại đi. Anh cũng biết em, người thật lòng cho anh những gì em nói. Vì gia đình em anh cũng hiểu hết trơn rồi đó. Quen em 2 năm mấy rồi. Xin anh đừng có thù hận em, đừng có. Em bây giờ không có đường nào nữa, em chỉ lên đây em nói gì em mới được. Anh trả xe cho em đi, em đi làm thôi. Anh đừng có hăm dọa em nữa nha. Anh sẽ là người tốt lại đi. Mới trong câu chuyện con của anh á, còn anh hai đứa đó, anh chỉ lo. Trong câu chuyện này thì công Trần nhận định là chị gái là thương hăm em nha. Chị gái rất thương, mà thương thật lòng, thương thật tình. Đó, rất thương. Bây giờ dù rằng không còn sống với nhau nữa, nhưng vẫn mong muốn là người tình của mình sống lại và sống tốt, sống đẹp để có một cái hạnh phúc, một cái tương lai vững chắc. Muốn anh tốt, em giấu chuyện gì anh làm sao với em giấu hết tất cả. Mà lần này anh gom của em đi hết, không còn cái gì nữa. Em hãy lên đây thôi. Anh đừng có hâm em. Rồi. Và để em một đường sống đi làm lo cho con cái. Nếu mà bây giờ này lên mai hâm ấy, hoặc có bất kể có vấn đề thì anh liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ có thể Bình Dương nhé. Dạ. Số điện thoại 0913 7858 58, hoặc báo cơ quan công an nơi gần nhất để mọi người sẽ xử lý giúp cái trường hợp này. Dạ. Tránh tình trạng mà ngông cuồng nhé, hăm dọa người khác, ép buộc người khác, tiền và tình đến giờ phút này là tiền hết và tình ta là vẫn tiếp tục có thể là khống chế chị, hăm dọa nha. Dạ, bây giờ anh ấy biết chỗ em làm hết trơn, công ty chỗ em làm cũng biết luôn, mà sợ em chỉ sợ em lên gì rồi anh lại đến. Hy vọng là các cô chú anh chị, nếu ai phát hiện là thanh niên này đang sinh sống ở đâu thì liên hệ cho các anh em đội hiệp sĩ có thể Bình Dương theo số điện thoại 0913 7858 58, để các anh em này lấy lại công bằng cho chị gái. Bởi chị gái là một người thực sự rất đáng thương, một người phải là ở một cái vùng sâu vùng xa, ở cuối đồng bào, rất thương. Cái câu chuyện vẫn là rất cảm động. Chị thực sự đến giờ phút này chị chia sẻ như vậy này, các cô chú anh chị nghe cái câu chuyện thực sự rất cảm động. Chị rất thương, thương là thương thật lòng, nhưng không ngờ gặp đúng một con yêu tinh này, nó chúng là lừa đảo một cách rất chuyên nghiệp, rất hoàn hảo, dựng những bài kịch văn bản cái là rất hay. Thôi thực sự là cuối video này em cũng xin chúc cho chị cùng với các con chị luôn luôn mạnh khỏe. Hy vọng trong thời gian tới quen ai đó mình hãy cảnh giác một cách thật sự là cao độ, tránh tình trạng bị lừa tình, lừa tiền mà thể xác tinh thần thì nhá. Dạ dạ á, sự khỏe lo cho con, không có sợ thằng nào hăm hoi hết á ha. Có gì điện cho anh em không, báo cơ quan công an gần nhất. Cái nào cũng có pháp luật hết, chị đừng yên tâm. Ha, chị cứ yên tâm đi nha. Dạ. Ha. Rồi, có lẽ cuối video này cho phép đâu công trận thay mặt đội hiệp sĩ quân thể Bình Dương xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe an toàn cho các cô chú anh chị. Trong những ngày vừa qua thì anh em đội hiệp sĩ quân thể Bình Dương tiếp nhận và ghi nhận và đăng tải rất nhiều nội dung thông tin tìm con, tìm vợ, tìm chồng và tìm tài sản cho một số gia đình, một số cô chú anh chị đã mất trộm mất cắp. Và một số các câu chuyện này vô cùng rất đáng thương, rất đau lòng. Rất nhiều chị em phải nói là hoặc các cô rất lớn tuổi nhưng rất lấy làm tiếc và yêu thương và bị một số đối tượng nhân tình phi công lừa đảo, dụ dỗ ngon ngọt và thổi lỗ tai. Rất nhiều người bị lừa những số tiền rất nhiều đối đến giờ phút này. Đây tiếp tục một câu chuyện tiếp theo. Hy vọng là cô chú anh chị ai xem video, nếu thấy video của đội hiệp sĩ quân thể Bình Dương ấy, mà hay thì hãy đăng ký và like ủng hộ cho đội hiệp sĩ quân thể Bình Dương để các anh em này tiếp tục có động lực và làm những video tiếp theo hay hơn nữa để giúp tất cả người dân bà con Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn. Anh em giúp bà con là giúp hoàn toàn miễn phí. Cái nào anh em giúp được anh em sẽ giúp hết mình. Thì bà con đừng có điện mà nói là tiền bạc này kia, anh em đều miễn phí hết toàn bộ. Chị có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ quân thể Bình Dương đăng tin này lên không? Dạ, em đồng ý không? Dạ. Cái thông tin này chị đăng này là có đúng sự thật không? Đúng. Khẳng định không? Khẳng định đúng. Nếu sai chị hoàn toàn chịu trách nhiệm nha. Dạ. Mà đăng video là không có gỡ đâu nha. Dạ. Nói trước là đăng không có gỡ, đồng ý không? Dạ, đồng rồi, ok, chúc chị luôn thành công trong cuộc sống ha. Xin dạ. Chào chị, xin chào cô chú. Xin chào các cô chú anh chị nha. Xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào quý vị. Chúc cô chú anh chị và các bạn là một buổi sáng thật an lành và thật hạnh phúc. Hôm nay tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo. Trong thời gian vừa qua phải nói là đội hiệp sĩ quân thể Bình Dương ghi nhận rất nhiều các thông tin. Các chị em phụ nữ ở tất cả các tỉnh rất xa hôm nay về đây báo tin nhà nhờ anh em đội hiệp sĩ quân thể Bình Dương để đăng tin tìm người thân cũng như tìm người tình. Đây là câu chuyện là phải nói là vô cùng phức tạp trong thời gian vừa qua, mạng xã hội vừa rồi chia sẻ cũng rất nhiều. Hy vọng là các cô chú anh chị và các bạn mọi người xem video này thì hãy hiểu cho cái câu chuyện. Mục đích chính là anh em muốn nhắn nhủ
cho các cô chú anh chị ở tất cả tỉnh rất xa. Mình có tài sản thì luôn luôn giữ vững, cũng như là ví dụ như mình quen ai đó thì mình cũng hết sức cẩn thận cảnh giác, tránh tình trạng trong thời đại hiện nay thì lừa đảo, lừa tình và lừa tiền xảy ra rất nhiều. Rồi xin phép xin chào chị nhé. Dạ. Chị có thể chị giới thiệu chị tên là gì? Tên Quỳnh Thị Út ở Đồng Nai. Rồi. Hôm nay em đến đây là chúc đội anh Hải Nguyễn Thanh Hải và đồng đội được nhiều sức khỏe. Sau đó em nhờ anh Hải tìm được một người bồ của em là bỏ đi ngày 27 tháng 9 tới nay là tháng đầu và hai tuần về một lần. Đây là bồ chị ha. Rồi chị nói chuyện đi. Rồi tháng thứ hai của hai, rồi tháng thứ ba, ba tuần mới về một lần. Yeah. Rồi là đi luôn tới nay. Rồi chị cho em hỏi. Chị năm nay nhiêu tuổi đây chị Út? Chị năm nay năm sinh 72. 72 năm nay cũng 50 hơn ha. Dạ. Yeah. Chị cho em hỏi lên này. Chị quen cái người tình của chị là cái người ta họ tên đầy đủ là gì chị? Trần Văn Hoàng. Tên thường gọi là Trần Hoàng. Trần Hoàng, tên hay vậy ha. Hoàng. Hoàng là Hoàng Anh Gia Lai ha. Ồ, tên này tên kêu như chuông luôn. Chị cho em hỏi là người ta nhiêu tuổi này chị? Anh năm sinh 1973. À, 1973. Nói chung chạc tuổi thì nói chung là tuổi này thì cũng rất đẹp ha. Hai người cũng không có gì mà đã chênh lệch nhau nhiều quá. Rồi trong cái thời gian chị quen nhau thì chị quen người ta lâu chưa chị? Quen hồi tháng 8 năm 2020. Thời gian cũng dài đấy hả? Người bạn cũng là Mai rồi lên Zalo rồi điện thoại nói chuyện với nhau. Dạ. Rồi anh nói anh thôi vợ, rồi em mới hỏi điện về mẹ anh, thì mẹ anh cũng kể vậy. Mà lúc đầu ở gần thì cũng là làm ăn rồi lên Sài Gòn này lúc không biết sao thôi, mẹ không biết. Con là trước đây ấy, theo chị chia sẻ là trước đây là anh có vợ rồi, nhưng mà thôi vợ rồi, là chị nghe thôi, đúng không? Chị nghe, chị có thấy chưa? Nghe mà như là anh kể thì em có điện cho mẹ anh hỏi. Cứ đâu có gặp tí anh nói chuyện luôn. Cái mối quan hệ này mình quen nhau là làm mai, ai làm mai cho chị vậy? Bạn là làm chung trong xưởng. Chung công ty ha. Công ty, còn bạn của nhỏ bạn là làm chung công trình với ảnh. Đó, để qua lại phòng trọ chơi. Cái anh bồ chị làm công việc gì chị? Làm nhà hồ, rồi làm lắp pin nhà xưởng, rồi tài xế. Lắm nghề vậy. Những nghề gì chị có lại nói lại là những nghề gì? Thợ hồ. Thợ hồ là một. Thợ là phụ hay là thợ thầu? Thợ chánh, ảnh làm 1.500 cái thợ. 500 là thợ rồi, rồi. Tài xế. Tài xế xe gì chị? Xe tải. Tài xế lái xe tải đúng không? Không, là chuyên lái xe tải. Lái xe tải hay lái xe công hay là lái xe con? Xe tải chở hàng. Tải là tải hết tải hay là xe tải nhẹ? Ảnh có bằng D rồi gì đó. Bằng D hả? Vậy là ông này chắc bằng này cũng chưa phải là dạng hết tải, chưa phải xe tải, chưa phải xe đầu kéo ha. Rồi. Cái mối quan hệ của chị ấy, bà quen với cái người đàn ông mà người ta tên gì? Nói lại anh chị. Trần Văn Ngoạn. Ngoạn mục. Dạ. Phải không ạ? Ngoạn mục, tên đặc biệt rất hay. Ngoạn mục luôn. Thì đúng là cũng quả này cũng chưa biết ngoạn mục hay không. Không biết là quả này có ngoạn mục hay không thì em cũng chưa biết, nhưng mà hy vọng là quả này không ngoạn mục. Rồi. Có là cái mối quan hệ của chị cho em hỏi cái câu nó hơi tế nhị này. Trước đây mình đã có gia đình chưa chị? Em có chồng hai đứa con. Rồi. Mình trước đây ly hôn hay sao chị? Chồng em có vợ bé là ly hôn, em 4 năm mới quen được anh. Nói chung là số mình cũng không thiếu may mắn ha. Rồi hai con của chị năm nay chắc trưởng thành nha. Có chồng có vợ hết. Dạ. Hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ của thành Dương ấy, là con chị có biết không? Biết. Biết à, con chị có nói gì không? Nó cũng chịu luôn vậy đó. Chịu à, mình đã nói trước chưa? Chứ bởi tránh tình trạng rất nhiều các chị em phụ nữ về đây trước khi về đây là không thông báo cho gia đình, không thông báo cho các con hoặc người thân trong gia đình. Về đây anh em đăng lên mạng xã hội, đăng xong rồi người nhà lại bảo bây giờ đăng đây đồng ý, là người nhà tôi đồng ý nhưng mà anh em chúng tôi chưa đồng ý. Thực sự là anh em cũng rất khó nghĩ. Chính vì lý do như vậy em phải hỏi chị cái câu chuyện như vậy là con chị trưởng thành rồi nhưng mà con chị có đồng ý cho chị đăng video hoặc về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ của Thành Dương đăng cái thông tin là tìm người tình hay không? Đồng ý. Dạ, đồng ý ha. Rồi ok chị, bắt đầu vào câu chuyện nha. Rồi. Thì chị hiện nay đang sống ở Đồng Nai đúng không? Ừ. Dạ. Thế còn cái người tình của chị là sống ở đâu? Anh ở Trà Vinh á, anh quê Trà Vinh mà anh lên đến làm lúc trước là ảnh làm bên Sài Gòn, huyện Bình Thạnh á, chạy xe cho chế ảnh bên đó. Chạy xe tải ha. Rồi anh ấy là Trà Vinh nhưng mà anh người Khmer, người Kinh chị. Người Kinh nha. Rồi. Hai anh chị là cái mối quan hệ là quen nhau, gặp nhau tại một thời điểm ở một công ty năm 2018 và một người bạn là mai mối đúng không chị? Là mai mối, rồi mới kết bạn Zalo nói chuyện qua lại với nhau. Nói chuyện thì ai là người tỏ tình? Ảnh điện trước. Anh ấy điện anh ngỏ ý tỏ tình trước. Còn là một người bạn cho số hai người liên hệ cho nhau. Nhưng mà chị là người không chủ động và anh là người chủ động và liên hệ cho chị đầu tiên.
Người bạn cho số ảnh. À, người bạn cho số hả? Rồi. Người bạn cho số thì cụ thể là đến thời điểm mà cho, từ khi cho số mà đến khi mà liên hệ cho nhau là bao nhiêu ngày chị? Thì cho số là trong cái đêm đó là cái người bạn có điện luôn. Ồ, điện làm luôn. 2 giờ đêm luôn. Ừ, nóng sốt à, đang nghe nói chuyện thỉnh là em không có ra. Ồ. Đó rồi em vô làm công ty đâu khoảng nửa tháng 20 ngày gì ở vô công ty anh đang làm ổng điện. Ừ. Ổng điện. Mà ừ. Nói chuyện nghe ổng đó là tắt máy luôn à. Ồ. Vậy là có là hôm đầu tiên là mới bắt đầu quen nhau cho số cái là đã liên hệ cho nhau rồi. Cái chưa bạn điện chứ không phải là anh điện. À, à. Lúc mấy giờ chị? 12 giờ đêm. Ồ. Nhậu nhất đó luôn. Nếu thế này thì em cũng chưa biết làm sao cái câu chuyện là chưa biết cái kết cục nó làm sao, nhưng mà em thấy nghe cái câu chuyện này anh xỉn rượu mà anh điện cho chị là không, bạn điện cho anh à, điện. Bạn anh điện. Không có điện anh ngủ anh à, à anh ngủ say ha. Ừ. Bạn rồi. Điện ý là ra cho thấy mặt vậy đó à, à điện để nhìn thấy mặt người xem là người chuẩn bị người bạn mới quen ha. Ừ. Làm ai nữa. Rồi thế khi nào là mình quyết định gặp nhau chị? Gặp khoảng cả tháng à. Ồ, lâu vậy rồi mới đi chơi qua nhà chế chơi. Ừ. Là chị Trăng nhà bà con ừ, chơi mà hẹn đi, nhau gặp nhau. Đi hai xe người bạn đi nữa, bốn người đi thôi. Ừ, là đi chung. Đi chung, đi hẹn xe. Đi chung luôn. Sáng nó chơi là mình có ăn nhậu không, có chơi lâu không? Đi chơi chắc cũng mấy tiếng mới về. Mấy tiếng là có trò chuyện này cũng am hiểu về nhau một xíu này ha. Ừ. Còn đều là mình mới biết thì cũng chưa thể hiểu nhau nhiều. Là bữa đầu tiên đó. Ừ, là bữa đầu tiên ra mắt thì anh có tặng chị gì không? Không, đi chơi rồi anh đưa về tới nhà nàng vàng vậy. Tới nhà là gọi là mình đi nghiêm chỉnh nghiêm túc đấy đúng không? Ừ. Nhưng mà sao không tặng, lỡ tặng chị bó bông là mới đầu ra mắt, chưa biết là cái cuộc tình ra sao cho nó. Em mà nếu mà em quen chị thì em sẽ tặng chị bó bông thật to đó, chứ biết là sau này nếu như không làm bạn được thì cũng một cái ấn tượng gì đó cho nó đáng nhớ đúng không chị. Ừ. Nó đâu bình thường, xã hội bây giờ là hiện đại rồi, nó bình thường mà. Ừ. Đâu có sao đâu. Zalo nói chuyện. Ừ. Anh nói thôi vợ này chị hỏi anh sao thôi, vợ anh nói vợ anh đánh số đề quá anh trả không nổi, anh ly thân. Ly thân 3 năm rồi, là năm thứ tư là mới quen em á, mới biết. Nhưng mà hiện nay ly thân là khác nha chị nha. Ừ. em nhắc lại, ly thân khác, ly hôn khác. Không, ly thân rồi con vợ ở nhà mới viết đơn ly dị. À. Có là hiện nay là quyết định ly hôn là có trên tòa án rồi đúng không? Rồi ảnh là điện ảnh 3 lần ảnh không về là tòa án cũng giải quyết theo vắng mặt. Ừ, bây giờ xử rồi. Hiện nay là anh độc thân. Rồi. Trong thời gian quen chị là anh độc thân đúng không? Rồi. Hay là đang có vợ? Dạ thôi rồi ly dị em mới quen. Rồi, đến giờ phút là hai vợ chồng anh ly dị lâu chưa? Ly dị ảnh ly ảnh ly thân 3 năm đó. Là năm thứ tư ảnh mới gặp em. À năm thứ tư gặp chị rồi. Là năm 2018 đúng không ạ? Đúng. Ồ, dạ. Đó là 20. Năm 20 hả? 20 là 22 mới được 2 năm đó. Ừ, nhưng mà chị chia sẻ với em là chị gặp năm 2018 mà. Nó lộn năm 20. À 20, 23. 20, trời 20, đất quý thần ơi. Dung tuổi còn trẻ lộn. Này. Run thì xem tay cho nào. Xem tay này kiểm tra cho nào. Bình tĩnh nào, đừng có cò hết tay vào. Tay rất đẹp. Nốt ruồi này, nốt ruồi son này. Tay này cũng hậu vận về sau này rất tốt. Đúng không? Tay này là hy vọng là sau có mối tình rất đẹp. Ông này thì khả năng ông lừa rồi. Thôi được rồi. Bây giờ này nhé, mình nói chuyện như vậy cho chị đỡ chung ha. Ừ. Chị về đây để nhờ các anh em đội hiệp sĩ người Bình Dương thì các anh em nhắc lại, tất cả các cô, các chú, các anh chị ở tất cả các tỉnh rất xa, dù rằng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, thành thị, về đây anh em đội hiệp sĩ người Bình Dương nhiệt tình giúp đỡ, nhưng với điều kiện là phải thật lòng, đó, thiệt tình, thì các anh sẽ giúp thiệt và hoàn toàn là miễn phí 100%, tránh tình trạng mà gọi điện hay nhắn tin hỏi là anh em lấy nhiêu tiền, hoặc quốc là nhiêu tiền, hoặc cò cái nhiêu tiền, là anh em sẽ sẵn sàng chặn số và nhắc đi nhắc lại hoài rồi, không nhắc lại nữa. Nha. Chị về đây cũng vậy. À, chị uống cà phê thì anh tự chị trả tiền, em không yêu cầu chị trả tiền cho người khác, ok chưa? Vậy ha, thế nên mình cứ yên tâm công tác nhé. Rồi vậy là cái mối quan hệ chị là từ năm 2023 là một người bạn giới thiệu. 20. Một người bạn giới thiệu, và từ khi cuộc gặp nhau đến giờ phút này là chị có sống chung với người nào? Sống chung tới tháng 9 đó, 27 tháng 9 là anh đi tới giờ. Tháng 9 đi. Mấy chị? Tháng 9 năm 2022. Vậy là hơn 25, 26. Chị quen tháng được mấy năm? Tháng 9 năm 2022, anh đi tới nay luôn. Chị quen từ 20 đến 22 đúng không? Ừ. Là trên dưới 25. Là bắt đầu là đường anh đi và đường tôi đi. Phải không ạ? Rồi trong thời gian sống chung đấy thì người ta, chị thấy cái biểu hiện hoặc là cái tình cảm của cái anh chàng này dành cho chị nhiều không? Thì anh cũng thương, anh cũng lo lắng, muốn ăn gì anh chạy đi mua, anh để mua cho được rồi vậy đó. Thương nhưng mà cái tiền đó là tiền của ai? Mua là mua tiền của ai? Tiền của em. Thế thì thế này thì cũng bằng không. Thương đó là thương một cái cách, thương đó là gọi là không phải là thực sự, theo như em hiểu như vậy. Đúng. Thương mà tự người ta bỏ tiền cho chị kìa. Như ảnh làm hò rồi cũng bận bơ, mưa nắng.
Rồi mới kêu nghỉ thì thôi vô công ty làm đi, công ty chạy xe lăn anh chạy được 3 tháng. Ồ, vậy anh có bằng xe lăn luôn, anh có nhiều bằng lái ha. Xe lăn là chạy tháng đầu được 6 triệu mấy đưa em 3 triệu, tháng sau thì 8 triệu mấy đưa em được 4 triệu rưỡi. Đó là tháng thứ 3. Trong thời gian anh chạy bển thì anh nói bạn anh là vợ nằm bệnh viện cho em đưa cho anh, đưa cho người đó dây 5 triệu đi, người ta đóng lời. Nên là em đưa. Nhưng mà bỏ nhau rồi mà, chia tay đâu mà. Không, có lúc đó còn ở đang chạy xe lăn mà năm 2021 á. Rồi em đưa 5 triệu, ảnh mới đưa cho thằng bạn ảnh. Là tới đúng một tháng là sao, là sao không thấy tiền lời gì cho những mấy tháng sau nó trả vốn rồi đóng lời luôn. Là em nghe người nói là nửa tháng là anh đã trả cho ảnh rồi. Đó trả 5 triệu rồi mà ảnh không nói gì. Rồi. Đó tới 30 tháng 8. 30 tháng 8 là có một anh là vô đòi 10 triệu. Rồi 10 triệu đó là lúc 11 giờ trưa. Rồi ảnh hứa chiều. Hứa chiều là 4 giờ rưỡi em đi làm về, là 4 giờ chiều anh thấy mất bộ đồ với cái cặp. Rồi anh điện thoại nói em xuất tiền em trả giùm anh đi, mai anh lấy tiền thằng bạn anh về anh trả cho. Bệnh trốn mất rồi. Đó là anh đi luôn qua Campuchia 20 ngày mới về. Trời ơi. Đó. 20 ngày mới về thì anh không nói gì chứ, bị gì người còn người còn của. Anh về đây đồng mừng rồi. Đó. Thì bắt đầu là anh nói là anh đi qua Bà Chế chạy xe tải á, chở hàng đó. Là anh chạy được 3 ngày anh về. Là cái chiếc khâu trong tay ông là mua 5 triệu 3 mất tiêu rồi. Cái khâu là cái gì? Chiếc khâu với nhẫn anh tự mua á. Ờ, nhẫn vàng. Ờ, nhẫn. Anh này cũng chịu. Hột á. À, nhẫn hột. Anh này cũng chịu đeo vàng ha. Rồi hỏi đâu ổng ta gãy rồi. Gãy đưa người chế sửa đổi lại rồi. Là anh gãy thì đem cái xác về đây chứ. Còn nó chết thì phải còn xác đúng không? Đem xác thì ảnh đưa cho chị đổi lại rồi. Đó thì em không nói gì hết. Thêm một tháng sau nữa nó mới có điện thoại. Thì không có năm triệu mất điện thoại. Sao nó mất điện thoại hoài vậy? Gớt ổng là chở giáp đồ lên xuống nó là tuột cái dấu gớt. Rồi anh mua đồ hậu cờ bắp. Anh nói anh làm sim lại là về em có bấm trong cái sim là danh bạ còn đủ hết. Đó. Chính toàn là anh này có vấn đề rồi. Nó là ủa sao mà anh làm sim lại mà sao như danh bạ còn đầy đủ hết trơn vậy? Nó cũng nói cho phả phả thôi. Là từ cái lúc là mình đòi 10 triệu là em biết anh này lừa rồi. Sao chị phát hiện sớm vậy hả? Rồi cho em mất lời chị này. Chị có thường xuyên xem video đội hiệp sĩ Quân Hải Bình Dương không? Thì em mới xem cỡ 2-3 tháng nay thôi. Mới xem nhưng mà mình sập bẫy rồi. Đấy, thế vì vậy cho nên là các cô chú anh chị mọi người hãy xem trước, tránh tình trạng mà mình phòng kẻ gian, mình phòng bệnh hơn chữa bệnh. Khi mình phòng là cái điều thuốc rất tốt, mà khi đã chữa là cái vô cùng khó khăn. Giống như chị, nếu chị xem trước thì hôm nay chị không phải về đây. Đúng không ạ? Em nói chuyện như vậy có đúng không chị? Rồi, chị cho em hỏi là trong cái quá trình sống chung với nhau trên dưới 25 vừa qua, thì cái tình cảm của anh dành cho chị thì nhiều hay ít? Thì sao em thấy ảnh muốn đi làm xa không ạ? Muốn đi làm xa. Làm gần thôi, 3 tháng là đó muốn kiếm là... tiền đi làm xa. Em đang phân tích cho chị, em không phải một nhà tâm lý, nhưng em phân tích cho chị, nếu như thực sự một người muốn thương chị mà thật lòng, người ta không muốn rời xa chị, đúng. Hoặc sáng đi tối về, đúng không ạ? Nhưng mà quen với chị, khả năng là anh này có mục đích, em đang nghi ngờ anh này khả năng có mục đích gì khác nữa ngoài cái hàm ý mà gọi thể xác chị, đúng không ạ? Không có lý do nào đó mà anh quen chị mà lại muốn đi làm sao hoài. Chính tỏ anh đang đi tìm một con mồi khác. Chị nghĩ em suy luận như vậy đúng không? Đang đi tìm một con mồi khác, con mồi này chỉ là mồi nào ăn đỡ thôi, ăn những lúc chống cháy thôi. Nhưng mà anh sẽ đi tìm một con mồi khác có thể là béo bở hơn, mập hơn, lon tơ hơn. Đó, một con lai vàng hơn. Đúng không chị? Rồi. Trong thời gian 25 đó thì thực sự là hai người là như chị là chị có dành tình cảm cho anh nhiều không? Dành cho lo lắng đủ thứ, ảnh cái gì bệnh hoạn gì cũng đưa tiền lo đủ thứ hết. Ví dụ đi đám rồi cũng mua đồ mới liền. Rất chiều ha. Rất chiều. Ước gì mình được người như này thì rất tốt. Rất chiều. Muốn cái đám nào còn nửa tháng tới là đi kêu mai đồ mới cho anh rồi. Vậy là rất chiều rồi. Quá ok rồi. Thế này mà anh không biết hưởng thụ ha. Tiếc. Rồi. Thế là trong cái thời gian này, khoảng thời gian này anh lấy tổng trị cộng của chị là bao nhiêu tiền? Thì lần đầu tiên thì em đưa cho anh nâng bằng lái là 10 triệu á. Lâng bằng lái? Nâng bằng lái lên. Bằng C, nâng lên bằng D. Lâng bằng lái luôn. Nâng lên. Là để cho anh chạy xe lớn vậy. Nhưng mà lâng bằng lái sao lại mất tiền? Không, 2 năm nay không thấy bằng lái đâu hết. Lâng bậy rồi, em cũng lâng bằng lái rồi, bây giờ em là hết đát rồi, em là lâng bằng FC rồi. Nhá. Nhưng mà hiện nay em không mất đồng nào. Nên đến ngày đến định kỳ lâng. Nâng bằng lái lên là 10 triệu mới đủ, thì em đưa 10 triệu nâng. Này này không được. Nâng rồi là 2 năm nay không thấy bằng lái đâu hết. Lâng không thấy bằng đâu mà lái thì không thấy đâu hả? Lái thì kém hơn đúng không? Lái. Với một lần 5 triệu đưa cho thằng bạn đó. Với 10 triệu là ảnh dây tiền ảnh đánh số mà ảnh nói là dây giùm thằng bạn anh đó. Là tổng cộng là 25 triệu. Với một chiếc xe Wenpa em mua 24 triệu. Lại xe Honda nữa hoặc Wenpa nữa? Wenpa. Chị anh lấy xe bao giờ?
Thì em mua hôm nay cũng là gần 5 người. Trời anh ơi. Anh không có xe làm, thích tiền ra mua cho sao anh lại, đi làm. Anh nhiều bằng lái, mình nhiều bằng lái thế này mà tại sao lại không mua được cái xe đấy đi mà lại phải lấy xe của chị? Bởi vì em thấy có chiếc xe quay đó, thằng bạn nó lấy luôn rồi, không có trả. Chiếc xe đấy mang tên gì chị? Mang biển số của ai? Tên của ai? Tên chị tên ai? Tên của con em. À, tên con trai chị ha. Ừ, giờ nó đưa, ý là nó đi mua rồi, em mua kêu nó xe màu, tên. Xe màu gì chị? Màu trắng. Màu trắng, biển số mấy chị? Có thể nói biển số được không? Căng rồi. Tổng số 69K1 425-63. 69 là biển Cà Mau ha. Rồi. Đến giờ phút là chị tổng cộng chị bị lừa bao nhiêu tiền? 25 triệu. Với chiếc xe, chiếc xe đó anh nói là công an lấy rồi. Công Tết an... nè, Tết nè anh nói là anh đi buôn thuốc lá dép với một thằng bạn nữa, thằng kia là công an bị bắt dính, còn ổng thì ở sao chạy mất, ông chạy mất bỏ xe. Ông lại khôn hơn, bỏ xe là anh nói là ủa cái xe Honda mà buôn thuốc lá lậu được bao nhiêu, anh nói đóng thùng là chở được 25 cây, 250 cây. Ông này xạo rồi, ông này xạo rồi. Thì em suy nghĩ là cái tuyến đường đó đâu phải một mình một thằng mà mình đi canh đâu. Đúng, hai ba thằng. Thôi bây giờ em hỏi thế này, em đi vào thẳng vào sâu cái câu chuyện hơn nha. Bây giờ đi thẳng vào trung tâm quỹ đạo nha. Trong thời gian sống chung với nhau là 25, anh lừa chị là tiền là mấy lần? Thì lần 5 triệu, lần 10 triệu với lần 10 triệu nữa. 25 triệu. 3 lần. 3 lần là 25 triệu. Một lần là lâng bằng lái. Đúng, lái 10 là 10 triệu. Nhưng mà bằng thì không có thấy mà lái thì không. Mất cả lái, mất cả bằng luôn. Rồi kế đó là 5 triệu. Kế tiếp 5 triệu. Rồi, cuối lần, cùng là 10 triệu. Cuối cùng là 10 triệu. Còn lần kết thúc chốt hạ đây là một chiếc xe. Một chiếc xe. Một chiếc xe là anh cao chạy cho bay luôn à? Trước khi anh sống với chị là anh có đem cái gì tài sản gì đến không? Có. Không. Người không? Quần áo cũng cũ, không? Quần áo mới trời. Chắc quần áo đi làm hồ. Rồi chiếc xe quay cũ mày mà bán cỡ 1 triệu người ta mua không nữa. Trời ơi, cái này... chạy tới thì lui làm hồ được thôi em... chứ không có chiếc xe không có đẹp. Em nhìn chị và nó là cũng rất được gái, em không có khen chị đâu nha. Em nói chuyện nghiêm túc, em thấy chị rất đẹp gái. Ô thiệt. À, cô chú anh chị, à, đây là một chị gái à, thực sự là rất muốn lấy lại tài sản nhưng mà vẫn e ngại, bởi vì chị không muốn mong muốn câu chuyện xảy ra. Nên vì vậy hôm nay chị về đây là chị đội một cái chiếc lõm rất kín và bịt, nói chung là mọi người cô chú hết sức thông cảm đó, để giúp các cô các chị, chứ tránh tình trạng mà nhiều khi là mọi người ra lại chị không giúp thì chị đi uống cà phê, mà giúp giờ lại chị không dám đi uống cà phê thì thực sự cũng tội nghiệp cho chị. Đấy, vì vậy là các cô chú anh chị mọi người hết sức thông cảm cho cái câu chuyện này. Rồi nói chị nè, giờ em hỏi chị, giờ chị bịt kín mặt vậy thì chị nói câu chuyện có gì có hạt không? Thật. Tại thường thường cái người mà giấu mặt là thường nói không có hạt lắm. Nếu sai tôi hoàn toàn chị chết thì chứa pháp luật. Giờ nó hạt luôn, anh em thì cho chị bịt mặt nhưng mà chị dám gỡ mặt ra cho bà con cô bác coi cái để coi câu chuyện là hạt không? Thôi được rồi, thôi được rồi. Lát nữa em sẽ chụp mặt chị sau để làm bằng chứng. Rồi ok chị. Em sống thật. Rồi ok, rồi được rồi. Thôi bên nói này. Thêm nó bớt thì ai mà. Thôi bên này này. Cái câu chuyện nhà chị là tổng số là ông bằng lái này giả. Em khẳng định nhà ông bằng lái giả chứ không phải bằng lái thật. Chưa có một ai cấp bằng nhưng mà lâng bằng mà mất 10 triệu là ông này bằng lái giả. Là mất 10 triệu. Thì có là... đi có về đàng hoàng. Đó. Là 25 bằng triệu. Lái đâu hết. Đó, giả thôi. Ông này lái giả, ông này chuyên gia lái giả, không bằng lái thật. Em khẳng định chị luôn. Ông lái thật thì ông đã ở với chị. Ông là lái giả là ông đi kiếm lái chỗ khác tơ hơn. Em nói như vậy chắc chị hiểu ha. Rồi bây giờ là 25 triệu và một chiếc xe Honda Way Alpha màu trắng, biển số 69 là biển Cà Mau. Phải không ạ? Dạ. À, đến giờ phút này là ông ấy quyết định ông ấy bỏ cái cuộc tình này, ông chạy lâu chưa? Thì 27 tháng 9 thì ông 2 3 tuần cũng về, từ ngày 12 tháng 12 tới nay là không về nữa, hứa hoài mà không về. Từ tháng 9 năm 21. Ồ, đến giờ thời gian là quá xa rồi. 22 chứ. 22 nhỉ? 22. Đến 22 cũng xa rồi. Đúng không ạ? Đến giờ phút này xe không còn mà tiền thì không. Thậm chí ông này ông còn lái mấy bà rồi. Hứa về 3 lần rồi. Ừ. Hứa nhưng mà hứa lời nói gió bay. Không về. Trước đây á, chị trước khi quen cái anh trai này á, chị có tìm hiểu trên mạng hoặc trên internet là mình quen những người tình hoặc là mình muốn đến kết hôn là mình phải tìm người như nào? Chị có không. Có suy tư như vậy không? Hay là mình cứ gặp là mình thấy hợp là mình giải quyết luôn? Thấy thì cũng tướng ta đang nói cũng đàng hoàng thôi chứ mình không có nghĩ gì. Theo như chị ấy, thì không chị biết trong bụng dạ như thế nào hết. À, theo như chị thì chị nhìn cái khuôn mặt này em nhìn nó hơi giả giả, hơi bị ngô ngố. Em nói chuyện nghiêm túc ạ. Nhưng mà ông này nhìn có vẻ là người giống lai người nước ngoài. Phải không chị? Đúng không? Có phải không? Nhưng theo chị ấy, chứ cái này em cũng chưa biết rõ. Theo chị ấy. Ông này ông nói chuyện có ngọt ngào không chị? Ngọt nói với người ngoài cũng ngọt. Ôi trời, đấy là nói chuyện ngọt là ngăn lăng khiếu bẩm sinh của từng con người, không phải ai muốn là được.
sớm gì mà đối xử tốt, không ai ghét. Tốt thì người ta ngọt như vậy đâu có đâu mất gì đâu. Lời nói không mất tiền mua mà lựa lời và nói cho mục vừa lòng nhau, không mất lòng, nhưng thực sự trong lòng người ta nghĩ gì chị không biết. Đến giờ phút ông bỏ chạy nhưng mà trước khi cái cuộc bỏ chạy chị không biết. Rồi. Tổng số tài sản của chị này một chiếc xe Oenfa là khoảng nhiêu tiền chị? 24 triệu cộng với 25 triệu đúng không? Dạ. Là 49 triệu, cái số này cũng không có đẹp. Đúng không? Số 49 này cũng không có đẹp. Đến giờ phút này là ông chạy thật rồi. Chị có hy vọng là đăng cái video lên là người tình của chị sẽ trả lại xe và tài sản cho chị không? Chị có hy vọng nhiều không? Bây giờ hy vọng cỡ nào thì nếu anh trả, giờ không hy vọng, nếu anh trả được thì trả, còn nếu hy vọng được thì anh trả được thì cảm ơn thôi chứ. Lấy xe là đi làm chứ giờ không có xe đi làm. Nội bộ tới công ty tới nửa tiếng đồng hồ. Không quen thì ăn sung mặc sướng, đi đâu không có người kiểm soát. Khi quen người tình rồi được cái gì chẳng biết. Đến giờ phút này tiền mất mà tật mang. Đúng tật là bây giờ mang. Đúng không chị? Chị thấy tội không? Trong những video vừa qua đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương đăng là chị có xem không? Có, xem suốt thì chị thấy những cái pha mà em cũng trò chuyện với rất nhiều các cô chú lớn tuổi rồi, cũng giống cái cuộc tình giống chị. Chị xem chị thấy theo như chị cảm nhận chị thêm sao? Chị chia sẻ thật lòng mà chị thêm sao? Rất tội cho người phụ nữ. Cái này là em phải nói thẳng này. Tội thì nó có nhiều lý do. Cái thứ nhất là người ta cũng giống như chị, thương thật. Mà người ta không ngờ được, hoặc người ta chưa từng trải, hoặc người ta thiếu kinh nghiệm. Phải không chị? Đó là bị lừa. Mà một số những thành phần lưu manh giống như này ấy, người ta lừa đảo, mục đích chính người ta lừa đảo, đánh đúng cái mục đích người ta là chủ yếu lừa đảo. Vì vậy cho người ta nói chuyện thật ngọt, thật suôn sẻ, thật dễ chịu nhất để người khác người ta nghe, người ta dễ tiếp thu nhất. Đó thì mới lừa được. Cũng giống như chị, đến giờ phút này là 49 triệu rồi đã ra đi, và là 49 củ đã ra đi. Tình hết thì cũng tiền lại tiếp tục tan. Hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ với Nguyễn Hải Bình Dương, thì các anh em sẽ ghi nhận cái thông tin của chị, sẽ cố gắng hết sức để đăng tải mạng xã hội. Cái thứ nhất là cảnh báo cho tất cả cô các chú các anh chị và tất cả các tỉnh. Hy vọng là mọi người không có dính những cái chiêu trò của một số các thanh thiếu niên nam nữ lừa đảo trên mạng, trên internet. Rất nhiều các phi công khác quen trên internet rồi đã bị lừa. Rất nhiều các chị khác, có một chị bị lừa hơn 2 tỷ chỉ vì quen phi công nước ngoài là trên internet, nhưng thực sự là mặt chưa biết, mũi thì không. Đó, nhiều câu chuyện và nó vô cùng rất đau lòng, rất thương. Đó. Thì chị hôm nay thì thấy chị về đây thì các anh em đây cũng nắm bắt tâm lý. Chị cũng rất sợ, rất run à. Chị có run không? Bây giờ này còn run không? Hết run chưa? Em nói chuyện như vậy là có được không chị? Được không? Đó, em nói chuyện rất nghiêm túc, nhưng mà lúc nào là dễ chịu là dễ chịu, nhưng mà nhiều lúc là rất nghiêm túc là nghiêm túc. Đó, thì bây giờ em đang nói chuyện với chị rất nghiêm túc này. Đến giờ phút này, nếu như chị rất nghiêm túc này. Đến giờ phút này, nếu như các anh nhà anh tên là gì chị? Trần Văn Ngoạn. Trần Văn Ngoạn à. Rồi, sinh năm 1973 đúng không? Nếu như anh bây giờ anh có về đây, hoặc anh có liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ của Hải Bình Dương, hoặc liên hệ cho chị, mà anh nói là anh trả lại toàn bộ số tiền mà anh lấy của chị hoặc xe của chị, thì chị có tiếp tục cái mối quan hệ này không? Không, cuộc tình không? Không, chấm dứt. Sao vậy? Vì sống mà nói dốc nó láo rồi chơi bài chơi số quá thì chị không thể sống được. Trong thời gian anh sống chung với chị là trên dưới 2 năm, anh có lo cho chị cái gì không? Có mua vàng bạc gì tặng không? Không, thì lo mua được 2 chiếc nhẫn đó, người tặng cho anh chiếc, còn chiếc ảnh tới đây anh cũng cầm mới chuột lại. Trời đất quý thần ơi. Còn anh trước khi đi là anh có mua nhẫn cho chị anh tặng là thời gian trước? Lúc quen, mới quen mà tặng rồi. Mới yêu? Ồ, mới yêu là ông này cũng giỏi đó nha. Mới yêu mà tặng nhẫn là giỏi. Tặng 6 triệu 8. Một cặp 6 triệu 8. Ừ. Quen tặng một cặp nhẫn là 6 triệu 8 đúng không? 6 triệu 8 mà anh đeo một chiếc hay là anh đeo cả? Anh đeo một chiếc, em đeo một chiếc. Ừ. Lúc anh đi Campuchia anh cầm 1 triệu 6 anh mới chuột lại tháng rồi. Mới chuột lại. Sao mình cũng bỏ luôn đi chị? Chuột chi? Chuột chi? Ba cái đồ này nói thiệt là mình khi tình hết rồi, mình cũng không còn ấn tượng nhiều. Theo như em thì thế này, em chỉ khuyên chị một câu thôi. Anh em đây chưa dám khẳng định như chị là sẽ liên hệ lại được 100%, sẽ lấy lại công bằng như chị. Nhưng em khuyên chị một câu rất chân tình, tuổi đời không nhiều. Nhưng có thể mình về lay mai sau này ấy, chị vẫn còn nhiều cơ hội. Thực sự là chị cũng rất xinh gái, không phải là không. Còn nhiều cơ hội, hy vọng là chị hãy quen một người đàn ông nào đó thực sự chín chắn. Đó. Bản lĩnh, không cần phải nói ngọt, chưa cần phải đẹp trai. Rất nhiều các chị em gái khác về đây thì các anh em đã phỏng vấn và đã trò chuyện là rất đẹp trai, nói chuyện rất ngọt. Nhưng đến giờ phút này toàn lừa, toàn cao thủ võ lâm rồi. Đó là các chị rất dễ sập bẫy. Với em này, ví dụ như em đi 8 chị thì chắc chắn là chị sẽ không mở đổ. Bởi vì em nói chuyện là nó hơi cứng mà hơi khó chịu dành cho người khác. Đó, bởi vì em nói chuyện là thẳng thắn, không dành những từ ngon ngọt nhất để thổi lỗ tai. Chị nhung không? Đúng không? Đấy, cho nên vì vậy cho nên là để mà đổ được một người phụ nữ là cũng rất khó.
Đó, vì vậy cho nên em không có cái những cái gọi là những cái công thức để tán gái giống như những người đàn ông khác. Mỗi người có một cái sở trường riêng. Thì hôm nay chị về đây nhờ anh em đậu hiệp sĩ của Thành Bình Dương để đăng tin. Cái câu chuyện này chị đưa lên là có đúng sự thật không chị? Sự thật 100%, không có nói thêm nó bớt ổng một lời nào hết. Nếu sai chị hoàn toàn dịch trách nhiệm trước pháp luật. Rồi. Chị có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ của Thành Bình Dương là ghi hình và đăng thông tin lên tất cả trang mạng xã hội không? Đồng ý. Đồng ý nha. Rồi, đăng lên là cái thứ nhất là có thể sẽ lấy lại công bằng cho chị. Và quan trọng nhất là cảnh báo, cảnh tỉnh cho tất cả các cô, các chú, các anh chị ở tất cả các vùng miền trên tất cả các lãnh thổ người Việt Nam mình đang sinh sống. Bởi vì rất nhiều người, em đã chia sẻ rất nhiều, nhiều người gọi là còn bắt gạo, lấu lốt để cho người tình ăn. Đến cuối cùng là phút cuối cùng người tình cũng cao chạy xa bay theo những người phụ nữ khác. Nhiều câu chuyện là cái hậu quả khôn lường là đã có con với nhau nhưng cuối cùng là người tình lại tiếp tục đi thả kiếm đứa con khác. Đó, thực sự là chị thấy kiểu cái câu chuyện chưa? Chị có điều nào chị muốn chia sẻ thẳng thắn trên video này? Thì hy vọng là người tình của chị, anh Trần Văn Ngoạn này, sinh năm 1973 này, anh xem được video này, anh sẽ trả lại toàn bộ tài sản cho chị. Mà chị thì, nói chuyện lớn tiếng với chị. Anh đang ở đâu thì anh trả toàn bộ số xe với tiền để cho tôi, anh sẽ được tự do. Tôi không làm phiền anh nữa. Với em mong tất cả chị em trên xã hội này đừng có nghe những lời mà đường mật mà phạm sai lầm giống như em. Thực sự rất thương chị. Tất cả các cô, các chị em phụ nữ đến đây phải nói là những câu chuyện mà nó rất thương. Không ai mong muốn là mình lên mạng xã hội để mình nói về người tình của mình những cái ngày tháng đẹp nhất, đúng không chị? Để mình tố cáo những người ta lừa đảo. Nhưng đây là gọi là cái đường bước đường cùng. Hiện nay chị không có xe để đi làm đúng không? Đi bộ đúng không? Đi bộ nhầm người nó cho có gian mà có gian, còn không đi bộ. Những lúc mà chị đi bộ như vậy mà trời nóng lực như này, thời tiết ngoài 35 đến 38 độ ngoài đường. Chị nghe chị có bức xúc không? Thực sự là trong lòng chị nghĩ bức xúc không? Điên lên cả người luôn á. Phát khùng luôn đúng không? Đấy là chị là phụ nữ thôi, chứ em thì thực sự là nghe những câu chuyện này thực sự là rất rất đau. Tiền mần cực khổ mới có đồng tiền, chứ phải là đồng tiền mà mần mà đơn giản có đồng tiền. Một tháng lương chị làm được giờ được nhiêu tiền chị? 8-9 triệu, nhưng khi hàng vừa thì được 10 triệu, không 8-7 triệu chứ. Nhưng 8-9 triệu thì làm phải là làm việc khoảng bao nhiêu tiếng? 12 tiếng. Ô trời ơi, 12 tiếng mà được 8-9 triệu, có là 12 tiếng mà được 9, có là 300 ngàn tính cả chủ nhật. Tiền phòng trọ chị có nhà chứ hay ở trọ? Trọ tháng đóng 1 triệu. Tháng 1 triệu, còn có 8 triệu, ăn hết mấy triệu rồi. Đúng không? Tiền xà, tiền nọ, tiền chai, tiền điện, tiền đóm đó, chẳng còn nhiêu hết. Yeah. Đúng không ạ? Chị lâu có về thăm quê không chị? Tết này cũng về, chứ năm về có 2 lần. Đến giờ phút này cái gọi là cuối cùng rồi. Cái câu chuyện này là kết thúc rồi. Chị còn thương người tình chị không? Không, lừa quá nhiều rồi. Không lừa quá nhiều. Nó giống nó láo quá nhiều. Không còn... Theo chị được biết, ông này ông đi lừa được bao nhiêu bà phụ nữ, bao nhiêu chị em phụ nữ rồi? Khoảng bao nhiêu rồi? Thì vợ đầu tiên thì 2 đứa con, còn vợ kế là sanh không được, con sinh là em mới là 3 người, còn ngoài ra em không biết. Ngoài ra chưa biết, đếm trên đầu ngón tay là hiện nay là chính xác là 3 người. Theo như em nắm bắt được, em chưa phải là chính xác hay không, nhưng mà theo em phỏng đoán là ông này sẽ quen trên dưới 10 người, gọi là lừa trên dưới 10 bà. Đó, ông này rất khỏe, to, khỏe, tướng, đẹp trai. Đó, Trần Văn Ngoạn, sinh năm 1973 đúng không? Rồi, chị có còn điều nào chị muốn chia sẻ trên video này không chị? Hỏi chị ba có ảnh thì chạy xe 3 năm thì hỏi ảnh có bồ chứ ba nói không. Chạy xe vậy ngủ thôi, chị nghe lời chị ảnh thôi chứ. Rồi, kết thúc cái câu chuyện này, thực sự là cái câu chuyện này ông này em khẳng định là ông này ông lái máy bay quá giỏi. Thực sự cái câu chuyện này vậy. Bởi vì ông ấy lừa chị là những cái pha mà ông ấy lấy tiền của chị ông đi đổi bằng lái đúng không? Để nâng cấp bằng từ F nọ lên F kia là ông này ông xạo. Thực sự là ông không có bằng gì. Đúng không ạ? Bằng D, đang là bằng C đâu. Chị đã thấy bằng chưa? Thấy bằng chưa hay ông mong mua bằng giá? Không, không thấy. Thấy không? Đi qua bên chế ông mình Sài Gòn ở đây là nó nằm. Nhưng mà chị có thấy không? Không. Đó, chị nghe thôi. Tất cả cái gì nghe được, thấy được, sờ được còn chưa đúng. Vì vậy cho nên là đây là ông này ông chỉ dụ chị thôi. Là ra chuyện là ông tài ông giỏi, nhưng thực sự là ông này không có bằng gì. Bằng này là bằng gọi là bằng trên trời dưới biển, bằng mây, bằng gió thôi. Thôi, đưa tiền. Cái câu chuyện này hiện nay thì em thấy chị thực sự là một người phụ nữ cũng rất tội, rất thương. Em cũng ghi nhận cái thông tin của chị. Chị nhá, em chúc chị cùng với gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Hy vọng trong thời gian tới thì đội hiệp sĩ Thành Bình Dương sẽ cố gắng hết sức để tạo điều kiện lấy lại công bằng cho chị nhá.
Rồi. Dạ, xin chào các cô chú anh chị, hẹn gặp các cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo ạ.